kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, tối thứ Năm, ngày 9 tháng 9, có một số nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo huyện Bảo Lạc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện cần tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế xã hội, chú trọng công tác an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng Việt Nam đi Trung Quốc sang các nước châu Âu và ngược lại. Đó là mục tiêu quan trọng vừa được tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh thông qua. Hội nghị trực tuyến trao đổi công tác giáo dục giữa tỉnh Quảng Tây Trung Quốc với 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang Việt Nam năm 2021 với chủ đề Chiến đấu chống lại dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục duy trì hợp tác. Trong chương trình làm việc tại huyện Bảo Lạc, sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến khảo sát một số công trình dự án, thăm, tặng quà, khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 và trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra thực tế vị trí thực hiện quy hoạch khu dân cư xóm Nà Chùa, thị trấn Bảo Lạc, xem xét việc bố trí đất ở, các công trình công cộng như chợ, y tế, văn hóa, cây xanh. Dự kiến quy hoạch chi tiết khu dân cư xóm Nà Chùa được phê duyệt từ năm 2016, quy mô diện tích khoảng 8,5 ha, bao gồm quy hoạch là khu đất ở xây dựng mới, với các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu sinh hoạt và đi lại của người dân. Hiện nay, huyện đang có nhu cầu điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết, phân bổ lại mục đích sử dụng đất, tăng thêm tỷ lệ đất ở. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đồng ý với đề xuất của huyện Bảo Lạc, đề nghị huyện cần tập trung nghiên cứu, khảo sát kỹ để có điều chỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương, nghiên cứu xây dựng hạ tầng đô thị có thể theo hình thức vay nguồn vốn từ Quỹ Phát triển đất, sau đó tiến hành phân lô, đấu giá theo nhu cầu, chú ý lựa chọn nhà thầu có năng lực, chất lượng. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên cán bộ nhân viên đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly thị trấn Bảo Lạc, nơi đang cách ly tập trung 54 công dân trở về từ Trung Quốc, chủ yếu là người ngoại tỉnh. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ những khó khăn vất vả với đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng vũ trang, mong muốn các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Đề nghị huyện cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn vị trí khu cách ly ổn định, có phương án mở rộng thêm khu cách ly, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng dịch lâu dài. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà và hỗ trợ 5 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc năm học 2021-2022. Nhà trường có 250 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, trong đó có 61 học sinh lớp 6. Các em học sinh chủ yếu là người dân tộc Lô Lô, Giao, Mông, Tày, Nùng. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của nhà trường cơ bản đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, một số khu như ký túc xá, nhà đa năng, nhà bộ môn cũng như chế độ dành cho học sinh nội trú vẫn còn hạn chế. Chúc mừng năm học mới với thầy và trò nhà trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm học mới là một năm học hết sức đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Do vậy, nhà trường phải xây dựng nhiều phương án phòng chống dịch, nhất là trong các trường nội trú, vừa giữ vững chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Mong muốn nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu năm học mới. Các em học sinh dân tộc thiểu số ít người cố gắng phấn đấu học tập, tạo nguồn lực chất lượng cao cho địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã trao tặng một TV cho trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc. Sáng cùng ngày, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bảo Lạc về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021.
Trong 8 tháng đầu năm, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp vượt các chỉ tiêu kế hoạch trồng trọt đề ra, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, các lĩnh vực thương mại, hàng hóa lưu thông đáp ứng nhu cầu của người dân với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 23 tỷ đồng, tổng thu ngân sách tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 được hơn 15 tỷ đồng, bằng 57% chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đến ngày 7 tháng 9 năm 2021 đạt 7,6 tỷ đồng, bằng 21,7% chỉ tiêu giao. Sau đây là năm chuyển tiếp giai đoạn, các nguồn vốn được giao muộn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp so với cùng kỳ năm 2020. Các công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề, lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm, an ninh quốc phòng được tăng cường giữ vững. Huyện cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong phòng chống dịch COVID-19, tổ chức tiêm vaccine được 3.743 liều đảm bảo an toàn. Đại diện các sở ngành đã trao đổi, làm rõ một số nội dung với huyện Bảo Lạc, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện gieo trồng cuối năm, quan tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, đầu tư chỉnh trang khu cách ly tập trung của huyện, linh hoạt về kế hoạch thực hiện giáo dục, chỉ đạo các trường tăng cường thời lượng dạy và học, đảm bảo phòng chống dịch, chú trọng phát triển du lịch kết nối cộng đồng, sớm hoàn thành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện, quản lý, xử lý việc lấn dòng sông suối, triển khai các biện pháp tăng cường thu ngân sách, trong đó chú trọng thu cân đối, cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hoàng Xuân Ánh khẳng định, dịch COVID-19 có tác động rất lớn tới tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, huyện Bảo Lạc đã có nhiều nỗ lực và đạt được những mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn tồn tại của huyện, nhất là về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. So với bình quân của tỉnh còn thấp, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nói chung. Nhiệm vụ trong những tháng cuối năm là rất khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay còn diễn biến phức tạp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị huyện Bảo Lạc cần tiếp tục vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo sự ổn định và điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò của cộng đồng, người dân, tổ dân phố để mỗi xã phường là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, xây dựng các kịch bản chi tiết khi có tình huống dịch bất ngờ xảy ra, rà soát lại đội ngũ y tế, trang thiết bị y tế, đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời tăng cường giám sát kiểm tra để ngăn ngừa các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, thắt chặt quản lý ở bên trong. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh ta chưa có ca nhiễm COVID-19 thì đây là thời cơ để huyện tập trung phát triển kinh tế xã hội, rà soát lại các mục tiêu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội đề ra. Tăng cường những cái biện pháp mạnh mẽ hơn bình thường để chúng ta có thể hoàn thành được tất cả những cái mục tiêu kinh tế xã hội. Thế còn những cái cụ thể từng lĩnh vực thì các cấp các ngành cũng đã có ý kiến rồi, các ngành đã có ý kiến với huyện rồi, báo chí bám sát vào đó. Rồi giải ngân vốn xây dựng thu ngân sách, những cái giải pháp rất cụ thể ở đây đều có hết rồi. Nó đặc thù theo từng địa phương, không chỉ áp dụng những địa phương, rà soát lại tất cả nguồn thu. Rà soát nguồn thu, chúng ta đảm bảo được thu được ngân sách, chúng ta có nguồn lực để thực hiện các việc khác. Đấy, còn các lĩnh vực văn hóa xã hội thì công chí vẫn tiếp tục phải quan tâm đến các, đặc biệt các chính sách an sinh xã hội và các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc. Thì cái này là chúng ta phải làm thường xuyên, vùng chúng ta vùng đồng bào dân tộc làm thường xuyên, quan tâm. Rồi còn các hoạt động văn hóa xã hội khác thì phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để chúng ta triển khai thực hiện. Đảm bảo là chúng ta phòng chống dịch vẫn phải có những cái hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao ở mức độ nào nó hợp lý, nó phù hợp với cái quy định phòng chống dịch. Đấy thì rồi là chúng ta quan tâm đến cái việc triển khai cái nhiệm vụ năm học mới, đặc biệt là các chương trình mục tiêu, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững. Đối với công tác an ninh trật tự, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng công an, biên phòng cần có phương án phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự xã hội và bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Sáng ngày 9 tháng 9, tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh, tiến hành cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ đột phá về kinh tế cửa khẩu Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban, chủ trì cuộc họp.
Cuộc họp đã thông qua dự thảo các nội dung về kế hoạch triển khai nhiệm vụ đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025, quyết định ban hành quy chế làm việc của tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2021-2025. Phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban phát triển kinh tế cửa khẩu nhằm khai thác và phát huy tối đa lợi thế hơn 333 km đường biên giới với nhiều cặp cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa từ cảng Hải Phòng Việt Nam đi Trung Quốc sang các nước châu Âu và ngược lại. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân trên 10% một năm, thu ngân sách tăng trưởng bình quân trên 12% một năm, phấn đấu đến năm 2025 đóng góp từ 25-30% tổng dự toán thu ngân sách tỉnh, ưu tiên đặc biệt đối với dự án xây dựng logistics tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tăng cường công tác đối ngoại kinh tế thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù và các dự án công trình trọng điểm phát triển khu du lịch Thác Bản Dốc. Riêng năm 2021, phấn đấu hoàn thành đồ án quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, rà soát việc thực hiện pháp luật về đất đai đối với các dự án đang thực hiện áp dụng thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế cửa khẩu, loại bỏ các trùng lặp chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện biên giới. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hoạt động về kiểm dịch y tế, tích cực tham gia thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung về phát triển đột phá kinh tế cửa khẩu, có quy hoạch, tái định cư và đầu tư xây dựng các khu nhà liên hợp, khu lưu trú cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cửa khẩu phụ. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa các dự thảo theo ý kiến đóng góp của các thành viên tiểu ban, đề nghị xác định các mục tiêu như kim ngạch xuất nhập khẩu, đóng góp thu ngân sách cần chỉnh sửa hợp lý, đảm bảo mục tiêu đột phá, rà soát việc đầu tư ưu tiên cho cửa khẩu cụ thể, chọn mục tiêu ưu tiên như đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, thu hút đầu tư, bổ sung chính sách hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng và một số dự án đầu tư cần thiết tại khu kinh tế cửa khẩu, rà soát lại các dự án, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án theo tiến độ cam kết, tăng cường xúc tiến thương mại thu hút đầu tư. Ngày 9 tháng 9, Đảng bộ Cục Hải quan Cao Bằng tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự lễ khai mạc hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điểm mới của hội thi năm nay là có sự tham gia của các bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan, 11 thí sinh tham dự trải qua 3 phần thi, soạn đề cương thuyết trình, phần thi thuyết trình và phần trả lời câu hỏi. Nhiều nội dung quan trọng đã được các thí sinh lựa chọn thể hiện tuyên truyền như cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta sau 35 năm đổi mới theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, giới thiệu 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Trong đó đi sâu phân tích nội dung, phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ Cục Hải quan Cao Bằng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các thí sinh, đồng thời lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Sáng ngày 9 tháng 9, Sở Giáo dục Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi công tác giáo dục giữa tỉnh Quảng Tây Trung Quốc với 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Việt Nam năm 2021 với chủ đề Chiến đấu chống lại dịch bệnh COVID-19 và tiếp tục duy trì hợp tác. Đồng chí Đỗ Nam Trung, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, lãnh đạo một số sở ngành của 4 tỉnh Việt Nam và tỉnh Quảng Tây tham dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, đến dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ.
Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Giáo dục khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định những kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mà hai bên đã đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo trình độ đại học và sau đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc và tiếng Việt là kết quả quan trọng. Hàng năm, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đều dành cho 4 tỉnh biên giới Việt Nam, mỗi tỉnh từ 10 đến 25 suất học bổng đại học, sau đại học. Việc trao đổi của Sở Giáo dục và Đào tạo hai bên trong thiết lập và duy trì cơ chế hội nghị trao đổi định kỳ là hoạt động thiết thực. Đối với tỉnh Cao Bằng, tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã cử 22 cán bộ công chức, viên chức và 9 học sinh sang học đại học và sau đại học tại Trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc, cử 21 cán bộ công chức, viên chức đi học trình độ sau đại học và 74 học sinh đi học trình độ đại học với các chuyên ngành kinh tế, ngôn ngữ, bác sĩ đa khoa, y học dân tộc, du lịch. Năm 2020, mặc dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19, song tỉnh Cao Bằng cũng đã chọn cử 17 học sinh đi học. Hiện nay tất cả các lưu học sinh được triển khai học theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, đại biểu 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc đã thảo luận đánh giá công tác hợp tác trao đổi giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đề xuất một số nội dung hợp tác như tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi định kỳ về công tác liên hợp giữa Quảng Tây Trung Quốc và 4 tỉnh biên giới Việt Nam về công tác hợp tác giáo dục. Chính quyền Quảng Tây Trung Quốc chỉ đạo việc lựa chọn giáo viên đào tạo có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, tiêu chí, thời gian thủ tục hồ sơ của giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên trường trung cấp nghề được trao đổi giao lưu học tập công nghệ đào tạo mới tại Quảng Tây Trung Quốc. Hai bên tiếp tục phối hợp để tổ chức các lớp đào tạo nghề cho học sinh Việt Nam tại các trường nghề của Quảng Tây Trung Quốc, ưu tiên đào tạo trao đổi học tập đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng chương trình học bổng, giải quyết kịp thời vướng mắc về hồ sơ học bổng và học tập trong điều kiện dịch COVID-19. Dự kiến hội nghị hợp tác giáo dục giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc vào năm 2022 sẽ do tỉnh Cao Bằng đăng cai tổ chức. Sáng ngày 9 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với các chi đảng bộ doanh nghiệp về tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, loại hình doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ trì buổi làm việc. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 31 chi đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy, trong đó có 21 chi đảng bộ hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, 8 chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn, 2 doanh nghiệp tư nhân và 1 chi bộ hợp tác xã với 358 đảng viên và trên 1.190 người lao động. Thời gian qua, các chi đảng bộ doanh nghiệp đã chỉ đạo sát sao về thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương. Điển hình có một số công ty doanh nghiệp đã chăm lo đời sống cho người lao động như bố trí nhà ở tập thể, duy trì bữa ăn ca, xây dựng nhà nhân ái, trao tặng quà cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, công tác triển khai các nhiệm vụ sau đại hội chưa được thực hiện đúng quy định. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên. Công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt còn thấp. Tại buổi làm việc, đại diện các chi đảng bộ doanh nghiệp đề nghị Thành ủy có những ý kiến kiến nghị với tỉnh và trung ương để hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, đề nghị Thành ủy cần có định hướng cho các chi đảng bộ thực hiện công tác báo cáo chuyên đề tháng, quý, có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kết nạp đảng riêng cho quần chúng ưu tú tại các công ty, doanh nghiệp, ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân và người lao động. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng, đề nghị các chi đảng bộ khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác năm, phân công cho các đồng chí trong ban chi ủy và đảng viên duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, đề nghị các chi đảng bộ doanh nghiệp chủ động nghiên cứu triển khai chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh và thành phố một cách phù hợp với từng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với chính sách hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tiêm phòng vaccine, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có những ý kiến kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành chức năng của tỉnh xem xét và có các biện pháp hỗ trợ. Tại huyện Hà Quảng, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với huyện ủy Hà Quảng về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thái Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, và đồng chí Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua quy chế phối hợp giữa hai đơn vị
quy định việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh và quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương của tỉnh cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức cơ sở đảng. Tham gia học tập các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng an ninh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, tiến hành công tác kiểm tra giám sát của đảng đối với công tác tổ chức cơ sở đảng. Định kỳ hàng năm, huyện ủy và đảng ủy khối tổ chức sẽ đánh giá kết quả thực hiện quy chế, rút kinh nghiệm và thống nhất các biện pháp thực hiện tốt quy chế trong thời gian tiếp theo. Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung trong quy chế phối hợp, Bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo huyện ủy Hà Quảng đã ký kết quy chế phối hợp. Hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh, sản vật biên cương, gửi yêu thương tới miền Nam rửa thịt, huy động nguồn lực tiếp sức cho các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19 của Ban chấp hành tỉnh đoàn Cao Bằng. Ngày 8 tháng 9, Ban thường vụ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức trao 6 tấn gạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhằm phát huy tính sáng tạo chủ động của các cấp bộ đoàn trong việc kêu gọi các nguồn lực từ các tổ chức cá nhân đồng hành cùng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao 6 tấn gạo trị giá 72 triệu đồng cho tỉnh đoàn Cao Bằng để hỗ trợ cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chương trình do Trung ương đoàn, tỉnh đoàn thanh niên phát động. Kết quả huy động sự đóng góp của các tổ chức đoàn trực thuộc Ban thường vụ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với số tiền 72 triệu đồng để mua số gạo trên vượt 20% so với chỉ tiêu đề ra. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và kịp thời của đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chia sẻ khó khăn với các tỉnh miền Nam, đồng thời cũng là dịp để tiêu thụ nông sản cho bà con trong tỉnh. Từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 7 tháng 9, huyện Bảo Lạc đã có 192 công dân hết thời gian cách ly tập trung theo quy định. Từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 9 năm 2021, khu cách ly tập trung huyện Bảo Lạc đã tiếp nhận 238 trường hợp công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới của tỉnh và từ các vùng dịch trong nước và địa bàn huyện, tổ chức quản lý cách ly theo dõi sức khỏe tập trung theo quy định. Hiện toàn huyện có 435 trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú, đã có 749 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm COVID-19 âm tính, 313 mẫu test nhanh kháng nguyên tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, tổ chức tiêm chủng tại Trung tâm Y tế xã Cốc Pàng, Xuân Trường với 3.743 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hoàn thành 889 mũi 2, 2.854 mũi 1, tất cả các trường hợp tiêm chủng đều an toàn. Đến nay, 100% các cơ quan đã thực hiện khai báo y tế hàng ngày bằng mã QR code tại 35 điểm đăng ký trên toàn huyện. Công tác quản lý biên giới được tăng cường, lực lượng biên phòng duy trì 14 điểm chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn huyện. Từ ngày 23 tháng 7 năm 2021, huyện thành lập 3 chốt kiểm tra, giám sát các cửa ngõ, trục đường giao thông vào địa bàn huyện Bảo Lạc để phòng chống dịch COVID-19, trong đó kiểm tra được 702 người và 469 phương tiện. Đến nay, huyện Bảo Lạc chưa ghi nhận phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, dù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2, nhưng tranh thủ thời điểm vàng để tập trung xét nghiệm trên diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên để sớm phát hiện các trường hợp F0. Phản ánh của phóng viên tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Xin mời phóng viên Nguyệt Hà. Trước năm học mới thì tất cả các học sinh tại tỉnh Cao Bằng có nhu cầu xuống học tập tại các tỉnh thành khác trong cả nước thì yêu cầu bắt buộc là phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR với virus SARS-CoV-2. Trước tình hình này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng thì đã đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cũng như là đảm bảo quy trình. Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm đã có rất đông học sinh và người nhà đến làm thủ tục xét nghiệm để đảm bảo kịp thời gian nhập học tại các trường. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 9, số lượng người đến xét nghiệm tự nguyện tăng đột biến với số lượng trên 500 mẫu, chủ yếu là học sinh chuẩn bị nhập học tại trường vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên. Thì hôm nay đưa con đi test COVID để mai xuống trường nhập học, trường vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Nó lượng thì đông, hôm nay trường vừa nhập thì học, chủ yếu là học sinh đi xuống trường vùng cao Việt Bắc nên không cả các
các huyện tập trung về đây xét nghiệm. Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu gộp từ 3 đến 5 mẫu với chi phí 200.000 đồng một người. Từ ngày 30 tháng 5 đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng đã tiến hành lấy mẫu trên 7.000 mẫu xét nghiệm dịch vụ cho người dân có nhu cầu, chủ yếu là đối tượng, học sinh, sinh viên, lái xe, người hay phải di chuyển. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, việc người đi đường bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đặc biệt trong thời điểm đầu năm học mới. Hiện nay, Cao Bằng là tỉnh duy nhất chưa có ca nhiễm COVID-19, nhưng việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 273.674 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 273.213 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 461 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 40.762 bệnh nhân, trong đó có 2.878 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.697 bệnh nhân nặng. Trong ngày 8 tháng 9, có 3.616 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 đến nay là 137.208 bệnh nhân, có 268 trường hợp tử vong trong ngày. Hà Nội vừa có quyết định phân bổ gần 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm từ nguồn vaccine do Bộ Y tế cấp. Theo đó, Bộ Y tế vừa cấp cho Hà Nội 999.600 liều vaccine Verocell của Sinopharm. Sở Y tế phân bổ về cho 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố để tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vaccine này cũng được sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Đến nay, ngành Y tế Hà Nội đã tiêm được gần 2.890.000 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có 2.570.866 người đã tiêm mũi 1 và 317.777 người tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm vaccine hiện khoảng 57%. Sở Y tế Hà Nội trưa ngày 9 tháng 9 cho biết, trong sáng nay, thành phố ghi nhận 32 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 ca tại khu phong tỏa, 27 ca tại khu cách ly. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 8 tháng 9 đến 12 giờ ngày 9 tháng 9, Hà Nội có 35 bệnh nhân COVID-19 mới. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 563.676 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 13.937, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 325.647. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 273.673 ca, Bình Dương 141.765 ca, Đồng Nai 31.179 ca, Long An 26.804 ca, Tiền Giang 11.159 ca. Công an huyện Trùng Khánh vừa tổ chức buổi diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân với gần 30 người đại diện cho 7 xóm của xã Ngọc Côn. Tại diễn đàn, các đại biểu đưa ra những ý kiến, kiến nghị với lực lượng công an huyện, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng giải quyết triệt để các trường hợp dùng chất nổ, súng tự chế để săn bắt, các ổ nhóm sử dụng tàng trữ chất ma túy. Trong 8 tháng đầu năm, Công an huyện đã ngăn chặn xử lý 33 vụ, 248 người Việt Nam có ý định xuất nhập cảnh trái phép, xử lý vi phạm hành chính 7 vụ về hành vi đánh bạc với 38 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 55 triệu đồng, xử lý 42 vụ, 54 đối tượng vi phạm về kinh tế, nộp ngân sách trên 260 triệu đồng, phát hiện bắt 77 vụ, 98 đối tượng tàng trữ chất ma túy với 493,81 gram heroin trên 900 triệu đồng, 200 nhân dân tệ, 9 xe mô tô. Công an huyện đã giải đáp những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, qua đó phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường kiểm soát phòng chống COVID-19 tại cơ sở. Huyện Trùng Khánh vừa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại xã Đàm Thủy, thực hành xử lý tình huống sơ tán nhân dân xóm Hàng Thoang bị nước ngập úng. Với tình huống giả định, mưa to kéo dài kèm theo gió lớn, nước sông Quây Sơn lên cao, làm cho xóm Háng Thoang bị ngập toàn bộ. Ủy ban Nhân dân xã tăng cường lực lượng phương tiện giúp sơ tán người và tài sản của 5 hộ, với 27 nhân khẩu đến nhà văn hóa xóm an toàn.
ngoài xóm Háng Thoang, ngập úng diện rộng, nhiều đoạn đường liên thôn giữa các xóm cũng bị ngập và cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài. Một số tài sản vật nuôi của người dân ở khu vực ven sông đã bị lũ cuốn trôi. Với phương châm 4 tại chỗ, các lực lượng tham gia cứu hộ trên sông đã hỗ trợ tham gia nhanh chóng trục vớt cứu hộ người, gia súc, gia cầm, tài sản của nhân dân bị lũ cuốn trôi. Buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Đàm Thủy đã hoàn thành theo nội dung chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện. Qua đó giúp cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các đơn vị rút kinh nghiệm, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt gây ra. Kết thúc đợt diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Ban chỉ huy quân sự huyện Nguyên Bình vừa tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng cho 44 chiến sĩ thuộc hai xã Minh Tâm và Tam Kim. Với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, trong thời gian 12 ngày, các chiến sĩ sẽ được học tập về giáo dục chính trị, giáo dục quân sự chung, giáo dục chuyên ngành súng máy phòng không 12-7, thực tập bắn súng cối 82mm. Quá trình huấn luyện dân quân binh chủng tham gia giúp đỡ nhân dân xóm Cốc Bó, thị trấn Nguyên Bình, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm đường làng ngõ xóm tạo thuận lợi cho các phương tiện đi lại thuận lợi dễ dàng. Thông qua huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân binh chủng nắm được một số nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến phòng thủ trong tình hình mới. Thông tin thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.